với các bạn về cây vườn 102 bà gồ nha các bạn. Đang cắt cuối đồng nữa nè các bạn ơi. Bên kia trước mặt còn mấy miếng mà xanh quá ha. Các bạn nhớ đăng ký like ủng hộ cho mình nha các bạn. Các miếng đất này cũng dài thòn luôn nè. Đây thuộc về bên xóm khu nha các bạn. Đang làm lúa mà không có đồng lọt ha. Mấy miếng kia làm rồi xới. Mấy miếng này còn mới vô cắt. Mấy miếng trên còn xanh nữa đó. Nó gần lên tới đầu trên kia rồi. Miếng đất này quá chừng dài luôn. Con anh một hướng lúa à, đó đụng đầu trên đó, đây thả giạt xuống nè. Cắt mấy này cũng nước không nè các bạn, cắt chạy chậm quá à. Dài xuống ở đây còn mấy lam nữa là được nửa miếng ruộng này, miếng ruộng sẽ làm hai, cắt chung với cây 70 lút nha các bạn. Đây cây 70 lút cắt bên này, cắt chung miếng đất luôn, đó là cũng dài quá chừng dài ha.
dưới đó các bạn ơi. Các bạn thấy mấy miếng kia thì cắt xong hết trơn rồi ha. Thế rồi luôn rồi. Tới đầu dưới đây nè các bạn ơi, sàn lúa và máy kéo luôn. Nó kéo chắc cũng quá chừng chắc luôn. Đây thả máy làm nó cũng xong, mới xong được có nửa miếng đất. Rồi tiếp tục rồi nè các bạn ơi, nó còn chảo lúa đầy luôn rồi.